Bản tin trưa ông Kính chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 2 kính chào quý vị. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Tình hình an ninh trật tự tại Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước đang có những diễn biến gì? Mời quý vị theo dõi qua ghi nhận của ông Kính An ninh. Đầu tiên là một ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang. Thưa quý vị, sau thời gian vận động của gia đình, đối tượng bị truy nã từ đầu tháng 11 năm 2020 với tội danh trộm cắp tài sản Nguyễn Lâm Thảo, ngủ ở xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã ra đầu thú. Theo hồ sơ của Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Lâm Thảo cùng hai đối tượng trộm tài sản tại một quán giải khác trên địa bàn xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Thảo và đồng bọn đã bị bắt khởi tố Riêng Thảo bị tuyên án 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại chờ ngày thi hành án. Quá trình tại ngoại, Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương nên các cơ quan công an ra quyết định truy nã. Sau thời gian dẫn động ngày 18 tháng 2 năm 2021, gia đình Thảo đã liên hệ với phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh Tiền Giang đưa Thảo ra đầu thú. Tết là lễ hội lớn nhất trong năm với nhiều lễ hội trò chơi dân gian kèm theo, trong đó có đá gà. Nhưng từ bao giờ đá gà cũng đã biến tướng thành trò đỏ đen, sát phạt nhau, không khác gì nạn cờ bạc, nhất là ở các vùng nông thôn miền Tây Nam Bộ. Mới đây, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang đã phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè. Tại xới gà ở ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang công an địa phương đã thu giữ 3 con gà, 7 hộp xí ngầu và một số vật dụng có liên quan đến lắc tài xỉu. Công an đã tạm giữ 24 xe mô tô, 20 điện thoại di động trên 100 triệu đồng. 21 con bạc bị đưa về trụ sở công an làm việc. Lực lượng chức năng bước đầu xác định tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu cho đối tượng Nguyễn Văn Thuấn, ngụ ở xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè tổ chức. Trong 7 ngày từ mùng 1 đến mùng 7 Tết, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã phá ít nhất 6 vụ đá gà và đánh bạc, qua đó lập biên bản xử lý hơn 150 đối tượng. Chuyển sang thông tin ghi nhận tại tỉnh Lai Châu, công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Các đối tượng bị bắt trốn tại tỉnh Điện Biên và huyện Phong Thổ Lai Châu. Lực lượng phá án đã bắt giữ Giàng A Giao khi đối tượng này đang vận chuyển 18 kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng phá án đã xác định được thêm hai đối tượng là Giàng Thị Vang và Giàng Thị Chu. Trong quá trình bị truy bắt, hai đối tượng này bỏ xe máy và trốn vào rừng. Với sự hỗ trợ của người dân địa phương, sau 11 giờ truy tìm, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ hai đối tượng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân trong ban chuyên án. Liên quan đến video clip ghi lại cảnh một học sinh lên bục giảng tác giáo viên được tung lên mạng những ngày qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xác nhận video này là có thật, nhưng xảy ra từ tháng 5 năm 2020 trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Hội đồng kỷ luật nhà trường nơi Nam Sinh có hành vi tác giáo viên đang học nhận thấy hành động của học sinh này dù bộc phát do tâm lý không ổn định nhưng đã xúc phạm danh dự thân thể nhà giáo, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của trường nên biểu quyết hình thức kỷ luật buộc Nam Sinh thôi học từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết năm học 2019-2020. Sang năm học 2020-2021, phụ huynh học sinh đã có đơn trình bày nguyện vọng xin cho con được quay trở lại trường để tạo cơ hội cho học sinh nhà trường chấp thuận nguyện vọng của gia đình. Hiện nam sinh đang tiếp tục học tập tại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trên địa bàn thủ đô. Ghi nhận cuối cùng trong bản tin chiều nay là lời cảnh báo cho tất cả mọi người tham gia giao thông. Thưa quý vị, khi đã lưu thông trên đường, mọi người hãy tập trung và quan sát kỹ, nhất là khi muốn chuyển hướng sang đường để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc bản tin trước ông kính do đài phát thanh và truyền hình tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba thực hiện rất mong quý vị cộng tác thông tin qua hộp thư điện tử trước ông kính brt a gmail com một video clip ghi lại việc người phụ nữ sang đường nhưng thiếu quan sát và đăng tải lên mạng xã hội trong clip, khi ô tô đã dừng hẳn để nhường đường, nhưng một phụ nữ điều khiển xe máy thay vì đi chậm và quan sát cẩn thận lại phóng nhanh sang đường dẫn tới va chạm khá nghiêm trọng. Cộng đồng mạng xã hội bình luận, ngay cả khi tầm nhìn không bị hạn chế thì người sang đường cũng cần đi chậm và quan sát kỹ. Vậy mà trong tình huống bị khuất tầm nhìn, người phụ nữ đi xe máy vẫn lao xe sang đường với tốc độ cao. Đó là hành vi chủ quan coi thường quy định pháp luật về an toàn giao thông, coi thường tính mạng bản thân lẫn những người xung quanh.